Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ, thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 99. Để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện viết đoạn tuần thứ 30, viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân. Để viết được 4 đến 5 câu nói về lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân, chúng mình sẽ phải làm như thế nào? Thầy mời chúng ta đến với hoạt động đầu tiên, đó là nói những điều em biết về chú bộ đội hải quân. Vậy thì qua các thông tin như TV, sách báo và các câu chuyện kể trên lớp, trên trường của các thầy cô, chúng mình cũng đã biết những chú bộ đội hải quân thường làm việc ở đâu các em? Đúng rồi, các chú bộ đội hải quân thường làm việc ở trên biển, trên đảo, đúng không? Và như ở tiết học hôm trước, tiết luyện từ và câu mở rộng vốn từ, từ ngữ nghề nghiệp về trên biển, thì chúng mình cũng biết là các chú bộ đội hải quân thường làm những công việc trên biển, trên đảo. Và bây giờ chúng mình thử nói những điều em biết về chú bộ đội hải quân nào. Những điều em biết có thể là chúng ta sẽ xem qua TV, có thể chúng ta đã nghe qua báo đài, có thể chúng ta nghe qua các lời kể của thầy cô giáo, hoặc chúng ta đã trực tiếp gặp những chú bộ đội hải quân. Thì chúng ta thấy các chú bộ đội hải quân thường làm công việc gì và thường giúp đỡ những ai? Vậy thì chúng ta có thể nói những điều em biết về chú bộ đội hải quân được không? Bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình phía bên phải màn hình nhé. Vậy thì các chú bộ đội hải quân đang làm gì đấy các em? Có thể là đang đi tuần tra đúng không? Còn phía bên phải màn hình, một chú hải quân đang đứng gác đúng không? Có thể là quan sát, có thể là đứng đứng gác. Vậy dựa vào những hình ảnh thầy vừa đưa lên, chúng mình hãy nói những điều em biết về chú bộ đội hải quân nào. Như vậy chúng ta có thể nói những câu như sau đúng không? Vì những chú bộ đội hải quân thường làm công việc ở trên biển, trên đảo và cũng giống như các công việc khác ở các chú bộ đội khác đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là thường sẽ tuần tra, thường sẽ canh gác đúng không? Như vậy chúng mình có thể nói là đúng rồi, các chú bộ đội hải quân đang tuần tra trên bờ biển đúng không? Ở đây các chú bộ đội hải quân đang tuần tra trên bờ biển. Còn bức tranh số 2 phía bên phải màn hình chúng mình thấy là gì? Chú bộ đội hải quân đang đứng canh gác đúng không? Như vậy chúng ta có thể nói một số điều về chú bộ đội như là các chú bộ đội hải quân đang tuần tra trên biển này, chú bộ đội hải quân đang đứng canh gác này. Vậy chúng mình thử nói thêm cho thầy một đến hai câu nữa nào. Vậy chúng ta có được nghe các người lớn kể lại đó là các chú bộ đội hải quân có hay giúp người dân không? Vậy các chú bộ đội hải quân có rèn luyện tập luyện để có sức khỏe tốt không? Đúng rồi đấy các em ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ nói thêm một hai câu về chú bộ đội hải quân nữa nhé. Đó là ở đây chúng ta thấy là gì? Các chú bộ đội hải quân luôn rèn luyện bản thân để có sức khỏe tốt đúng không? Như vậy chúng ta có thể nói thêm các chú bộ đội hải quân luôn rèn luyện bản thân để có sức khỏe tốt này. Rồi các chú bộ đội hải quân luôn giúp đỡ ngư dân đi biển đúng không? Ở đây chúng mình thấy là rất nhiều các chú bộ đội hải quân đã giúp đỡ đồng bào mình đi biển. Và thầy sẽ mời chúng ta dừng video và suy nghĩ nói thêm một số câu về điều mà em biết về chú bộ đội cho bố mẹ anh chị em mình nghe nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang hoạt động 2, đó là viết 4 đến 5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Và chúng ta hãy cho thầy biết là bài yêu cầu chúng mình làm gì nào. Đúng rồi đấy các em ạ, chúng mình sẽ phải viết 4 đến 5 câu. Đây là để cảm ơn đúng không? Để cảm ơn ai? Cảm ơn chú bộ đội nhé, chú bộ đội hải quân nhé. Và chúng mình sẽ có những gợi ý sau. Ở đây chúng ta sẽ viết lời cảm ơn, mà ở đây là viết lời cảm ơn đến chú bộ đội hải quân.
Thì đầu tiên chúng mình sẽ có những gợi ý, đó là gợi ý đầu tiên sẽ là mở đầu, em gửi lời chào đến các chú hải quân. Thì muốn viết được 4 đến 5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân, đầu tiên chúng ta sẽ gửi lời chào đến các chú hải quân. Ví dụ như cháu chào chú, hoặc là cháu chào các chú bộ đội hải quân ngoài Trường Sa, cháu chào các chú bộ đội hải quân ngoài Trường Sa, hoặc cháu chào các chú bộ đội hải quân trên đảo, vân vân. Đây chúng ta sẽ phải có một lời chào đến các chú bộ đội hải quân. Và gợi ý thứ hai chúng mình sẽ phải nói ra, đó là em giới thiệu ngắn gọn về mình. Thì ở đây chúng ta sẽ viết ngắn gọn về bản thân mình. Ví dụ như chúng ta sẽ viết là cháu đang học lớp 2 trường nào, và ghi rõ thêm là trường nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào cũng được, lớp, trường, đúng không? Và gợi ý thứ ba đó là em viết lời cảm ơn và nêu lý do khiến em biết ơn các chú hải quân. Thì sau khi chúng ta mở đầu chào các chú bộ đội hải quân Trường Sa, Hoàng Sa, chào các chú bộ đội hải quân trên đảo, vân vân. Tiếp đến chúng mình sẽ giới thiệu về bản thân của chúng ta là học lớp 2 gì, trường gì, đúng không? Và tiếp theo chúng mình sẽ viết lời cảm ơn. Thì cháu cảm ơn các chú bộ đội đã gì? Canh gác biển đảo quê hương, đúng không? Hoặc là cháu cảm ơn các chú đã canh gác biển đảo cho chúng cháu được học tập. Hoặc cảm ơn các chú bộ đội đã thường xuyên canh gác biển đảo của đất nước, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ viết lời cảm ơn và một số lý do, đó là chúng ta sẽ viết lời cảm ơn và một số lý do. Như lý do của chúng mình thì chúng ta thấy là ví dụ như chúng ta sẽ viết là cháu cảm ơn các chú vì các chú đã canh gác biển đảo cho Tổ quốc, đúng không? Và gợi ý cuối cùng đó là em gửi lời chúc, lời chào đến các chú hải quân. Thì sau khi chúng ta viết lời cảm ơn thì chúng mình sẽ gửi một lời chúc. Ví dụ chúng ta sẽ chúc các chú luôn mạnh khỏe để luôn an tâm công tác, đúng không? Chúc các chú luôn dồi dào sức khỏe, chúc các chú luôn vững tay súng để canh biển đảo, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là cuối cùng chúng em sẽ gửi một lời chúc này, và sau cuối lời cảm ơn chúng mình có thể là ký tên của chúng mình, viết tên của chúng mình, ví dụ tên ký tên là Hải Anh, Minh Quân, Phương Lan, vân vân. Đó là ký tên của mình, có thể chúng ta sẽ ký tên của mình, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là thầy vừa phân tích một số gợi ý cho chúng ta để viết 4 đến 5 câu viết lời cảm ơn đến chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vậy thì chúng mình hãy dừng video và thử viết cho thầy 4 đến 5 câu nói về lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc nào. Và sau đây thầy sẽ đưa ra một số bài văn mẫu cho chúng ta tham khảo nhé. Đầu tiên bài văn đó là kính gửi các chú bộ đội hải quân ở Trường Sa. Đây là bạn ấy lời đầu tiên, đó là lời chào, đúng không? Chào các chú bộ đội. Và cháu là Phan Minh Hoàng, bạn ấy giới thiệu về bản thân bạn ấy. Học lớp sinh 2G trường tiểu học Thăng Long, Hà Nội. Cháu muốn gửi tới các chú lời cảm ơn vì các chú đang ngày đêm canh giữ biển đảo, bảo vệ sự bình yên cho đất nước để chúng cháu được cắp sách tới trường. Cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cháu Minh Hoàng. Như đây chúng ta thấy là đây là một bài văn mẫu về lời cảm ơn gửi đến các chú bộ đội hải quân đang bảo vệ biển đảo Tổ quốc, đúng không? Đầu tiên bạn ấy đã gửi đến lời chào, đúng không? Sau đó là bạn ấy giới thiệu về bản thân của bạn ấy là học lớp 2G trường tiểu học Thăng Long, Hà Nội, và bạn ấy là gửi lời cảm ơn vì nếu lý do đây là các chú đang ngày đêm canh giữ biển đảo bảo vệ sự bình yên cho đất nước để chúng cháu được cắp sách tới trường, và sau đó là lời chúc chúc chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, và bạn ấy ký tên là cháu Minh Hoàng, đúng không? Tiếp theo đây cũng là một bài văn nói về lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân. Kính gửi các chú bộ đội hải quân, cháu là Nguyễn Hùng Dũng, cháu đang học lớp 2A trường tiểu học Cầu Vồng. Hôm qua cháu được xem một chương trình giới thiệu về các chú bộ đội hải quân, cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ các chú. Cháu cũng rất biết ơn vì các chú đang ngày đêm canh gác biển đảo, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cháu mong các chú giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hùng Dũng. Và tiếp theo thầy sẽ đưa lên bài văn mẫu.
Và ở đây chúng ta sẽ có một bài văn viết về lời cảm ơn đến các chú bộ đội hải quân. Các chú bộ đội hải quân kính mến, cháu tên là Nguyễn Hà Trang. Hiện tại cháu đang là học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Ánh Sao. Hôm qua cháu được xem một chương trình giới thiệu về công việc của các chú. Cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ và yêu mến các chú. Vậy nên cháu viết lá thư này để cảm ơn vì các chú đã ngày đêm canh gác biển đảo, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cháu chúc các chú có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hà Trang. Tiếp theo, đây là một bài văn mẫu của một bạn nữa. Đó là các chú bộ đội hải quân ở Trường Sa kính mến. Cháu là Nguyễn Quang Hải. Hiện tại cháu đang là học sinh lớp 2A. Hôm qua cháu được nghe cô giáo kể về các chú bộ đội hải quân. Cháu rất cảm phục, yêu mến các chú, vì vậy cháu muốn gửi lời cảm ơn đến các chú. Cháu chúc các chú thật nhiều sức khỏe, Quang Hải. Như vậy, thầy đưa lên 4 bài văn mẫu cho chúng ta tham khảo. Có thể chúng ta sẽ dựa vào đây để viết thành bài văn hoàn chỉnh cho chúng ta. Còn ở đây thầy sẽ giới thiệu qua về hoạt động mở rộng. Hoạt động mở rộng ở đây chúng mình thấy là tìm đọc bài thơ, câu chuyện viết về các chú bộ đội hải quân. Thì chúng mình thấy là trên các báo đài tạp chí đúng không? Đặc biệt là trên các cái chương trình có nhiều câu chuyện, các bài thơ viết về các chú bộ đội hải quân. Và chúng ta sẽ tìm hiểu và đọc một số câu chuyện viết về các chú bộ đội hải quân, một số bài thơ, một số bài hát để ca ngợi các chú bộ đội hải quân. Sau khi chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ giới thiệu cho bạn bè nghe về những câu văn câu thơ mà chúng mình đã đọc được để nói về chú bộ đội hải quân. Ví dụ như ở đây một bạn học sinh đang giới thiệu cho các bạn khác nghe một đoạn thơ trong bài trong bài thơ chú hải quân. Bạn ấy sưu tầm được và bạn ấy đọc cho các bạn ấy nghe. Đó là chú hải quân trích đứng canh gác ngày, đứng canh ngày canh đêm ngoài xa vời hải đảo kia, bóng chú hải quân dưới trời xanh trứng sao. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái hoạt động trách báo để kể cho các bạn khác cùng nghe nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài luyện viết đoạn, viết lời cảm ơn đến các chú bộ đội hải quân. Mà nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.